Nữ tướng bóng tối, trang phục vẽ vàng tháng 3 trong mùa giải Clash of Clans 2022 sẽ có mặt trong video này. Khám phá nào anh em. Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến một video cực kỳ đặc biệt. Đó chính là bộ trang phục của vé vàng mùa giải tháng 3 năm 2022. Đó chính là về nữ tướng các sếp ơi. Chúng ta có nữ hoàng bóng tối rồi, thì bây giờ chúng ta cũng sẽ có về nữ tướng bóng tối. Ok, bộ trang phục của mùa giải tháng 3 của chúng ta đây các sếp nhá. Và anh em đừng quên, vâng, trước khi các bạn múc các gói vé vàng, anh em nhớ nhập cái code Akari ủng hộ tới các bạn nha. Những gói ưu đãi hay vé vàng hay gem gì cũng được hết các bạn ạ. Và trên màn hình của quý vị và các bạn đây chính là bộ trang phục nữ tướng bóng tối của chúng ta. Wow, tóc màu xanh hay tóc màu tím vậy ta? Vâng, tay cầm đèn đầu lâu nha, hai mắt sáng rực luôn. Vâng, một tay kia thì cầm xẻng. Bộ trang phục thì huy hiệu logo như kiểu là cái huy hiệu của rank huyền thoại Legion các bạn nhỉ. Được đấy. Mắt đeo cái mặt nạ ở đây, chiến luôn. Ok, vâng, bây giờ thì mình sẽ thay bộ trang phục này cho em ấy. Yeah. Chào khán giả cái nào. Wow. Được luôn. Chiến luôn nha. Ok. Thì bây giờ chúng ta sẽ thử đi đánh xem hiệu ứng của em đó sẽ như thế nào. Và trước khi đánh thì anh em nếu mà múc những cái gói trong cửa hàng gem hay vé vàng, anh em nhớ nhập cái mã Akari ủng hộ tớ các bạn nhé. Và cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh Akari Gaming để cập nhật những video, những thông tin nóng hổi nhất, chính xác nhất về game Clash of Clans. Let's go. Vâng, chúng ta hãy cho em đấy vào solo một chút trước đi. Chiến luôn. Vâng, như vậy là Lassi sẽ kèm với em đó. Ok luôn này. Rồi luôn các sếp này. Ui dồi ôi, xẻng giã là rất thốn luôn nha. Sốc chỉ không cần xẻng. Ui dồi ôi luôn ạ. Rồi tới công chuyện luôn không. Rúc luôn này. Rúc này. Ok chưa, nhẹ nhàng luôn mà vẫn lụng ngon nha các bạn. Rồi. À, quên sử dụng kỹ năng. Rồi ok, sử dụng kỹ năng cho anh em xem. Và đây, chúng ta hãy nhìn em ấy nhá. Một mình chiến luôn này. Vào luôn, bật skill. Và như vậy là các bạn thấy kịp nhìn thấy gì không? Các bạn có kịp nhìn thấy cái gì không? Vâng, trên tay em ấy là cái đèn. Và cái đèn đã bắn ra để xử lý rồi. Ok, mình sẽ lại cho anh em xem này. Cái đèn trên tay của em ấy bây giờ đã không còn nữa rồi các bạn này. Mà chỉ còn mỗi xẻng thôi. Và như vậy là cái kỹ năng của em ấy là sử dụng cái đèn để lia đi ạ. Đèn thần. Hay đấy. Đây nha, anh em nhìn kỹ nha. Đâu rồi? Này, cái đèn trên tay em ấy là vẫn đang có màu trắng trắng đấy nhá. Lúc mà em ấy đang tấn công này. Mà sau pha này thì sẽ biến mất này. Rồi. Chú. Anh em thấy không? Hay, bộ trang phục này hay đấy nhá. Được của nó đấy. Và nó sẽ đi cặp với Queen sẽ như thế nào? Bây giờ sau pha này mình sẽ đi tấn công luôn cùng với Queen, đánh một trận phát cho tương bừng nào các sếp ơi. Let's go. Bây giờ chúng ta sẽ thử cho đi Royal Champion đi bộ vòng tấn công nhá. Ok, đầu tư 5 em hồi máu vào trong trường hợp này. Úi giời, đã luôn anh em ạ. Nhìn cái xẻng này dã vạn nào đã vạn đấy nhỉ. Tấn công những công trình mắc này thì chiến luôn. Ok này, vâng, đập cái bình cuồng nộ nữa nào. Rồi, cứ từ từ bơm vào chiến luôn. Rồi cho quản giáo đi bộ kẹp cùng với em này luôn phát xem sao nhá. Úi giời. Vâng, đây là hai bên solo với nhau này. Vâng, hai em bóng tối xiên này. Ui, thôi, bịt. Ok luôn, và như vậy là khi mà hạ gục thì cúi xuống như thế này anh em. Rồi khi mà bị hạ gục thì sẽ như thế này luôn ạ. Ok. Xúc luôn nha. Rồi, không nói nhiều, giao cái bánh. Ui, nhấc người luôn mà khi mới kẹp quản giáo nhá. Ôi, tới luôn. Tiếp tục đánh lại phát nữa nha. Let's go. Chiến luôn. Rồi, rồng điện của tớ nha. Rồng điện sau bản update là đã có tăng tốc độ di chuyển rồi đấy các bạn ạ. Úi dồi ôi, hãy xem. Vâng, em bóng tối thủ nhà cái kia chép. Tớ sẽ bịt lại trong pha thi đấu này. Bịt cây thổi gió nữa. Đây là điều khá là quan trọng. Ok luôn. Royal tớ vẫn chưa cho vào đâu.
Bịt em Queen lại ông pha này. Bịt cây thổi gió cái nào. Tới đây, tới đây. Từ từ, từ từ, tớ sẽ dùng đội quân vào đoạn sau nữa. Tới đây bạn nè. Úi dồi, cái thổi gió nhức nhối thế nhỉ. Bình Hồng Kinh. Rồi, bên này, bây giờ nữ tướng bóng tối của chúng ta sẽ vào trận đây. Quẩy luôn nha anh em. Một hit này. Tới luôn, tới luôn. Tới luôn, tới luôn. Bịt lại. Ok baby. Hạ luôn cái kia. Vâng, chưa sử dụng kỹ năng đâu. Em ấy vẫn đang cầm cái đèn ở trên tay. Lên đồ cái đèn. Chạy. Úi dồi ôi luôn à. Nhận người lắm, nhận người lắm các sếp nhá. Quá đã luôn, quá đã luôn. Và đây là cách em ấy đứng ở nhà phòng thủ này. Hello. Úi dồi, úi dồi, úi dồi, úi dồi. Thấy rồi, thấy rồi. Vâng, thanh niên kinh cũng thấy rồi. Úi dồi ôi, bật lên. Úi dồi ôi. Đóng băng lại. Úi dồi ôi. Đây, đóng băng trắng ấy, nhìn nó rõ nhỉ. Nhưng mà hẹo mất rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xem em ấy khi mà tấn công mà bị hẹo thì nó sẽ như thế nào các sếp nha. Ok này. Rồi, đứt xích rồi. Vẫn kịp giao bánh, giao cái đèn chạy. Tiếp tục xông lên đi em. Vâng, một thân một mình tấn công đi em. Tới luôn chưa, tới luôn chưa. Ui giời ơi, nằm ngủ khỏe luôn rồi. Vâng, ui dồi ôi. Đã hẹo vâng lắc lư thế này rồi mà vẫn bị các anh ném cho phát nữa. Đây là lúc mà em ấy bị đánh bại trên chiến trường nó như thế này các bạn nha. Cầm chẻng lúc lắc và ngất ngây rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ về cùng xem em ấy khi nằm nghỉ ở nhà sẽ như thế nào nha. Và đây, ui giời ơi. Vâng, cũng có kiểu ngồi và để đèn một bên ạ. Chất trời đấy. Uy tín đấy nhè. Cũng được. Nằm nghỉ ngơi như thế này thì VIP rồi. Rồi, anh em nghĩ sao về bộ trang phục và nữ tướng bóng tối này của chúng ta, trang phục vé vàng? Hãy đưa ra ý kiến của các sếp ở phần bình luận phía dưới nha. Còn mình thì chắc chắn là mình sẽ mua và trải nghiệm cho anh em rồi. Ok, và các bạn đừng quên đăng ký kênh Akari Gaming cũng như là nhập mã Akari cùng mã nhà sáng tạo nội dung bậc 3 nha. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều về điều này. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong video và live stream sắp tới. Bye bye anh em.